thèm ăn lẩu xiên que quá chừng luôn. Ê, ta chưa quay mà trả vô trong nồi, trả cho chị có một cái càng cua. Muốn ăn thì đi lại kia lấy thêm đi. Thì hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn xem một ngày đan lẩu xiên que của tôi nha. Không biết có bạn nào giống như tôi không, đan lẩu xiên que thích nhất là lúc lựa mấy viên thả lẩu nè. Ây da, cái chỗ mà ngày hôm nay nhỏ bạn tôi dắt tôi đi nó có quá nhiều loại xiên que cho các bạn tự do mà lựa chọn. Lấy hết đi em ơi, lên bàn hết luôn nha em ơi, cho chị mấy cái dĩa thịt bò nữa nha em ơi. Tầm này là phải 4 người ăn nha mọi người, nhưng mà em xin phép được ăn trước. Mấy đứa bạn của em đi theo sau sẽ ăn sau. Bên này có món gà sốt phô mai rất là ngon, nhưng mà tôi lại yêu thích cái món gà sốt chua ngọt nhiều hơn. Chỗ ngày hôm nay mình đi á là Ma nằm ở số 129 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh. Các loại xiên que sẽ dao động từ 7k cho đến 15k. Sữa bên này có full topping ngon lắm nha mọi người. Ngoài ra thì nước lẩu sẽ là 15k, mình đã gọi lẩu tâm dâm và lẩu thái chua cay. I love you bạc bạc cả nhà nha. Đầu tiên em nhuộm tóc màu hồng, mà quan trọng hôm nay vợ chồng của anh chị Mịn sẽ nhuộm cho em. Sáng 6 giờ sáng là em chạy qua nhà anh chị liền luôn. Tại salon tóc của vợ chồng chị Mịn. Vợ chồng chị Mịn rất là nhiệt tình luôn mọi người ơi, để nhuộm cho cô gái xến xúa cho tôi một bộ tóc màu hồng. Cái lúc mà đợi tẩy tóc còn được chủ nhà bao ăn mì cay nữa. Trời ơi, đã gì đâu luôn. Không những vợ chồng của chủ cả ra nhuộm tóc cho tôi, mà bé nhân viên nó cũng phụ chị Mịn nhuộm tóc cho tôi luôn mọi người ơi. Vậy là nguyên gia đình ra nhuộm tóc cắt tóc cho em. Đó mọi người thấy không? Nhìn cái tướng của thợ cắt tóc là biết cắt tóc chuyên nghiệp cỡ nào rồi. Cắt tóc tỉa mấy ngón xong là chị của mình pha thuốc nhuộm tóc cho mình liền luôn. Chồng chị Mịn thì tẩy tóc cho tôi 2 lần, còn chị Mịn thì cắt tóc với lại nhuộm tóc cho tôi. Trời ơi, hai vợ chồng của anh chị ai chơi lại đây? Tẩy tóc xong cái khúc này là vô thuốc đó, bắt đầu nó hơi rác đó, nhưng mà bà chị tôi đã tới giờ hẹn rồi. Bà tung tăng bà đi chơi, còn tôi thì đi về. Đây là quả đầu mới của tôi nè mọi người. Dạ em xin cảm ơn vợ chồng của anh chị đã tài trợ bộ tóc màu hồng cho em. I love you bạc bạc cả nhà.